Ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ khi đến nơi gọi là đồi sọ, dân chúng đóng đinh người vào thập giá, cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ người: "Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu cả chúng tôi với." Nhưng tên kia mắng nó rằng: "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ sao? Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái." Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: "Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi." Và người nói với anh ta: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, đã là người ai cũng phải chết. Có người chết ngay lúc vừa lọt lòng mẹ, và thậm chí là chưa lọt lòng mẹ nữa. Có người chết khi đã cao niên, khi tuổi đã ở vào thất thập cổ lai hy. Có người chết khi đã công thành danh toại, khi mọi ước mơ đã thành toàn. Nhưng cũng có người chết khi tất cả vẫn còn dở dang, chưa đâu vào đâu cả. Đã là người ai cũng phải chết. Bởi vì như chúng ta nghe trong bài đọc thứ nhất ngày hôm nay, Chúa nói tất cả mọi người vì liên đới với Adam nên phải chết. Bài tin mừng hôm nay nói với chúng ta ba cái chết. Cái chết của người thứ nhất là người không tìm thấy chân lý, mặc dù ông đã cận kề cái chết và ông sẽ chết ở bên đấng là chân lý. Vậy mà đôi mắt ông vẫn mù tối không nhận ra. Cái chết thứ hai là cái chết của người bạn, của người trộm này, mà chúng ta vẫn quen gọi là anh trộm lành. Trong chính giây phút cận kề cái chết, anh nhận ra tội lỗi của mình và anh sám hối. Đồng thời, chính trong thời khắc ấy, anh nhận ra đấng là chân lý, là đấng cứu độ của anh. Và anh lập tức chớp lấy ngay thời cơ để thưa lên với đấng ấy rằng: "Lạy Ngài, khi nào vào nước của Ngài thì xin nhớ đến tôi." Và ngay lúc ấy, ngay lúc đau thương nhất của cuộc đời anh, anh đã nghe thấy một lời bảo đảm đầy an ủi và hạnh phúc khi Đức Giêsu nói với anh: "Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Và cái chết thứ ba là cái chết của đấng vừa tuyên phán lời ấy. Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá đối với con mắt của người đời là một cái chết ô nhục và thất bại,
Nhưng trong chương trình của Thiên Chúa thì đó lại là một cái chết vinh quang và thành toàn. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói: giờ đây Con Người được tôn vinh. Và trước khi chút hơi thở cuối cùng, Người tuyên bố mọi sự đã hoàn tất. Trong cái hoàn tất của Đức Giêsu, trong sự chết của Đức Giêsu, thì mọi sự chết trên thế giới này được hoàn thành. Mọi niềm hy vọng về ơn cứu độ và hạnh phúc bình an của tất cả mọi người trên thế giới được thành toàn. Chúa Giêsu đã chấp nhận chịu chết cùng với những tên gian phi, chấp nhận chịu chết trong cảnh ô nhục đối với người đời, để đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người, để làm cho niềm mong ước được cứu độ của tất cả mọi người được nên thành toàn. Đức Giêsu đã chết khi tuổi đời còn đang rất trẻ, mới độ ngoài 30. Đức Giêsu đã chết trong tuổi đời trẻ trung như thế, và theo cách nhìn của người đời là một cái chết nhục nhã đau đớn, một cái chết của sự thất bại, một cái chết của sự dở dang, của những ước mơ chưa tròn. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ an táng cho ông Vinh Sơn. Có thể nói theo cách nhìn của người đời thì ông Vinh Sơn của chúng ta một phần nào đã họa lại hình ảnh của người trộm lành trong bài tin mừng hôm nay. Ông không phải là người đạo gốc. Ông chỉ biết đến đức tin, chỉ biết đến Chúa khi ông kết hôn với người vợ của mình. Và từ đó, ông tập tành sống đức tin, tập tành sống đạo. Những người trộm lành được biết Chúa trong giai đoạn cuối. Và quả thật, mới biết Chúa được chẳng bao lâu, thì ông đã lâm vào trọng bệnh. Và như chúng ta biết, hôm nay, ông đã từ giã cõi đời để ra đi khi tuổi đời mới được tròn 40. Bao ước mơ còn dang dở, con cái, gia đình vẫn còn dở dang, chưa yên lòng, ước mơ chưa tròn. Ông như người trộm lành đã chớp lấy cơ hội để được theo Chúa. Và chính trong cái nét trộm lành ấy, ông cũng đã hòa lại hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, đấng đã chết khi tuổi đời còn đang rất trẻ, rất trẻ. Chúa Kitô đã chết để làm cho cái chết của ông Vinh Sơn được nên thành toàn khi người tuyên bố mọi sự đã hoàn tất. Và thưa cộng đoàn, vì đã được biết Chúa Kitô, vì đã được rửa tội, vì đã được lãnh các bí tích sau cùng, nên ông Vinh Sơn đã liên kết cuộc đời mình một cách mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Và như bài đọc thứ nhất ngày hôm nay quả quyết với chúng ta rằng, nếu mọi người liên đới với Adam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô cũng sẽ được Thiên Chúa cho sống. Bởi đó chúng ta xác tín rằng, mặc dầu ông Vinh Sơn đã từ bỏ cõi thế ngay khi tuổi đời còn rất trẻ, ngay khi những ước mơ còn chưa tròn, thì chắc chắn rằng Thiên Chúa
qua Đức Giêsu Kitô sẽ làm cho những giấc mơ, những hoài bão của ông được thành toàn, và đặc biệt sẽ đưa ông vào hưởng nguồn vinh phúc quê trời, đúng như người đã bảo đảm hạnh phúc nước trời cho người trộm lành, như chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, suy niệm lời Chúa trong thánh lễ ăn táng cầu nguyện trong Vinh Sơn, chúng ta cũng nhớ đến cuộc đời mình. Tất cả mọi người rồi sẽ phải chết. Ông Vinh Sơn đã đi trước chúng ta, nhưng rồi lần lượt cũng sẽ đến tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta biết mình mang thân phận cát bụi vì liên đới với Adam sẽ phải chết. Nhưng trong niềm tin và niềm hy vọng của chúng ta biết rồi đây cùng với ông Vinh Sơn, vì liên đới với Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta, mà Người sẽ cho chúng ta được sống lại để hưởng phúc quê trời. Xin Chúa thêm sức mạnh, củng cố đức tin để chúng ta bước đi giữa cuộc đời trong niềm tin thác và cậy trông, để khi hoàn tất cuộc lữ hành dương thế, chúng ta được cùng với ông Vinh Sơn chung hưởng hạnh phúc quê trời, là nơi Chúa đã bảo đảm cho tất cả những ai tin thác nơi Người. Amen.